khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Em vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đại diện cho gần 1.500 bạn tân cử nhân, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư nhận bằng tốt nghiệp ngày hôm nay để chia sẻ cảm xúc của mình về hành trình 4 năm, 5 năm gắn bó với mái trường Đại học Đại Nam. Kính thưa quý thầy cô giáo, một đời người một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa. Trong giây phút đặc biệt này, chúng em xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Đại Nam vì đã mang đến cho chúng em một môi trường học tập lý tưởng, một môi trường cạnh tranh lành mạnh. 4 năm trước, em cũng vô cùng vinh dự khi được đại diện cho các bạn sinh viên khóa 14 được phát biểu trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên của khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Em vẫn nhớ trong bài phát biểu ngày hôm đấy, em đã nói rằng em vô cùng ấn tượng với một câu nói của thầy Lê Đắc Sơn, thầy chủ tịch hội đồng trường, đó chính là việc gì có hại cho người học, dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì có lợi cho người học thì làm hết lòng, hết sức. Và sau 4 năm gắn bó với mái trường Đại Nam, chúng em đã thấy Đại Nam đã hết lòng, hết sức với sinh viên chúng em như thế nào. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất, các chương trình đào tạo cập nhật, đội ngũ cán bộ giảng viên cho đến các hoạt động như là thực hành, thực tập, chương trình đào tạo cập nhật, kết nối việc làm để chúng em được học tập, được thể hiện bản thân mình cũng như là trang bị cho mình một hành trang vững chắc để tự tin bước vào đời. Các thầy cô không chỉ làm tròn trách nhiệm trên bục giảng, các thầy cô còn luôn sẵn sàng trở thành người cha, người mẹ thứ hai, cũng như là người anh, người chị, người bạn luôn sẵn sàng ở bên, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng chúng em. Những đứa trẻ vừa tròn 18 đôi mươi, mang trong mình bao nhiêu hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ, rời xa vòng tay của cha mẹ để tự mình bước đi trên hành trình đại học 4 năm, 5 năm. Một lần nữa, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô cùng mái nhà Đại Nam đã chỉ dạy cho chúng em giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của một nụ cười, sự ấm áp của một đôi bàn tay và biết cách trân trọng từng phút, từng giây mình được sống, học tập và làm việc. Cao như ngọn núi Thái Sơn, sinh thành dưỡng dục để con nên người, bước đi vững chắc vào đời, mẹ cha là cả bầu trời chở che. Kính thưa quý bậc phụ huynh, cha mẹ kính yêu của chúng con, chúng con có được thành công như ngày hôm nay, được ăn học nên người chính là nhờ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền dẫu bộn bề trăm ngả, nhưng chúng con biết rằng niềm vui, niềm hạnh phúc, nguồn động lực, niềm tự hào của cha mẹ chính là khi được nhìn thấy chúng con được đến trường, được tiếp cận tri thức, được sánh vai cùng bè bạn trên con đường khôn lớn trưởng thành. Mẹ ơi, con đã lớn rồi, giang đôi cánh rộng biển trời con bay. Cha ơi, thôi nhé, từ nay đỡ đôi gánh nặng cha ngày đêm lo. Chúng con xin được gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, cảm ơn gia đình vì đã luôn ở bên, mang lại cho chúng con đường sáng, niềm tin, động lực để hiên ngang tiến về phía trước. Xin được cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ, những giọt mồ hôi của cha. Cảm ơn những yêu thương đong đầy vô điều kiện, sự nhẫn nại, bao dung cho những lúc chúng con ngang bướng, ngỗ ngược. Hơn ai hết, chúng con biết rằng trong tương lai, dù chúng con ở bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ điều gì, dù là thành công hay vấp ngã, gia đình và cha mẹ vẫn luôn hiện hữu ở đó, dang rộng vòng tay chờ đón chúng con trở về. Trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay và ngay tại khoảnh khắc đầy thiêng liêng ý nghĩa này, cho phép chúng con được thể hiện sự hiếu kính, lòng biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến mà không phải lúc nào chúng con cũng có thể thốt lên thành lời với cha mẹ và gia đình. Vâng, xin mời tất cả các bạn tân khoa chúng ta hãy cùng đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, cùng đưa tay lên ngực trái. Các bạn di chuyển nhanh chóng vào hội trường giúp chị nhé. Các bạn di chuyển nhanh chóng vào hội trường giúp chị. Tất cả mọi người cửa.
tất cả các bạn sinh viên nhận vào hôm nay mình đứng lên chỉnh trang lại trang phục giúp chị nhá. Và mình sẽ thực hiện một cái nghi thức rất là quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là như thế tri ân bố mẹ. Bạn sinh viên sẽ điều hành cái phần này và các bạn sẽ nghe theo hiệu lệnh của bạn sinh viên phát biểu nhá. Ok, con ơi, tiếp tục em. Xin mời các bạn hãy cùng đưa tay lên trên ngực trái. Chúng ta hãy cùng cúi đầu cảm ơn gia đình và cha mẹ theo hiệu lệnh của mình nhé. Chuẩn bị! Lễ! Xin cảm ơn các bạn và mời các bạn an tọa. Các bạn tân cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, kiến trúc sư thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã chạm đến thành công của cuộc hành trình kéo dài 4 năm, 5 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn cùng những gian khó thử thách. Tấm bằng cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, kiến trúc sư chúng ta sẽ nhận ngày hôm nay chính là sự khẳng định cho tất cả những cố gắng và nỗ lực của bản thân, và mỗi một người trong chúng ta đều có quyền tự hào về điều đấy. Bạn yêu quý, từ ngày mai chúng ta sẽ trở thành cựu sinh viên của mái trường Đại Nam, không còn những tháng ngày tất bật trên giảng đường hay những đêm thức trắng, sát kỳ thi nữa, tất cả giờ đây đã khép lại. Chúng ta không thể tắt nắng đi, cũng không thể buộc gió lại để chế ngự thời gian. Thế nhưng chúng ta mãi mãi là một phần của nhau, mãi mãi là một phần của mái nhà chung Đại Nam. Xin cảm ơn các bạn vì đã cùng nhau vẽ nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp này. Xin chúc cho các bạn và cả cho tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết, bền bỉ vững chân trên con đường mình đã chọn và luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách trong hành trình mới. Lời cuối cùng, em xin được kính chúc nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển, các thế hệ sinh viên sau sẽ ngày càng xuất sắc và thành công. Xin kính chúc quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh, các bạn tân khoa hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Em xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ, với tinh thần nhìn về phía trước, hướng đến tương lai, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nghi thức quan trọng không thể thiếu trong buổi lễ ngày hôm nay, nghi thức tuyên thệ. Xin mời tất cả các bạn đứng lên, chỉnh trang lại trang phục, đưa tay phải lên ngực trái. Mình sẽ đại diện các bạn đọc lời tuyên thệ. Mỗi lần mình kết thúc lời tuyên thệ ở từ xin thề. Xin mời các bạn cùng đồng thanh lặp lại từ xin thề 3 lần. Bắt đầu. Với Tổ quốc, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tôn trọng pháp luật, giữ gìn văn hóa và bảo vệ lợi ích chung của dân tộc. Xin thề. Với nhân dân, luôn đồng cảm, sẻ chia và hết mình cống hiến cho sự tiến bộ của cộng đồng. Xin thề. Với Đại học Đại Nam, tôn trọng các giá trị đã đạt được, tôn trọng thầy cô và nhà trường, sẵn sàng giúp đỡ, dìu dắt thế hệ đàn em để cùng tỏa sáng thương hiệu Đại học Đại Nam. Xin thề. Với bản thân, yêu bản thân, giữ gìn sức khỏe, nỗ lực để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình và gia đình, là công dân tốt, tham gia xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Xin thề. Cam kết, lời tuyên thệ không chỉ là lời nói mà là cam kết chân thành, tôi sẽ thực hiện nó bằng cả trái tim. Xin thề. Xin chân thành cảm ơn các bạn và xin mời chúng ta an tọa. Và ngay sau đây, thay mặt các bạn sinh viên tốt nghiệp, em xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Phạm Văn Hồng, hiệu trưởng nhà trường, cô Phạm Thị Liên, phó hiệu trưởng nhà trường, để nhận bó hoa tươi thắm và tấm lòng tri ân của chúng em. Xin trân trọng kính mời thầy cô.